em đang ở dưới tầng á, thì có vụ cháy thì kia chạy thét thì em đi khỏi cái hiện trường đó. Xong thì khoảng tầm 1:35-40 nó bắt đầu nó mới cháy lớn, thì cái này em với anh bảo vệ mới vào trong á. Nhưng mà bọn em chỉ có là việc hẹp với kéo, em chỉ kéo được mấy nhân viên cô làm karaoke xuống người thôi, còn cả nhân viên kia thì em không kéo được, bởi vì số lượng người xuống quá đông. Em với anh kia chỉ có bung được cái cửa thang sau thôi. Đến lúc bấy giờ là khói đã mù mịt, đã vây kín chưa? Tất nhiên là khói, nhưng mà em nghe chị ấy bảo ở đằng trên từng còn có hai quả bình, quả ga, ga đang nấu chưa nổ. Thì em với anh kia không lên trên đấy nữa, mà bọn em xuống, bọn em bảo bây giờ lên trên đấy thì một là lên là không xuống được nữa, bởi vì bình nó đang nóng. Cái thứ hai thì khi em về ra khỏi hiện trường rồi thì em vẫn linh tính rằng là khách đang ở trên tầng cuối cùng, tầng 7 và tầng 8, bởi vì hai cái phòng ấy mới có hy vọng cứu, còn cả phòng kia thì chạy hoàn toàn luôn. Nhưng mà thông tin thì em cũng chưa chính xác được lắm. Nhưng mà có nhiều khách không? Cái thời điểm mà cháy có nhiều khách không anh? Khi khách vào thì khoảng nhiều so với cả quán thì em không để, bởi vì em không liên quan vâng. Cái quán đấy. Vâng ạ. Nhưng mà em chỉ nghe anh quản lý bảo ở chương nó phải khoảng gần 200 trở xuống. Vâng. Cả bốn cái dãy nhà ấy xuống.